có thể nào mà xây được cái con thuyền không? Trời ơi, cái gì? Okia nó động thổ luôn rồi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Ba Mi. Xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello, xin chào mọi người. Hôm nay Kim Lầy sẽ quay trở lại với game Roblox Minecraft. Họ hiện tại mọi người đang thấy không? Đây là cái thế giới Minecraft nhưng mà nhân vật là nhân vật Roblox. Giờ khá là bảnh luôn. Ừ, hiện tại bây giờ là mình Ba Mi và Nam Cun. Ủa, Cun bị lọt rồi, vãi nồi. Cun bị rớt xuống hố rồi. Để ta lấy kia có đá không? Để ta lắc Cun lại. Vãi nồi. Ôi, ê, mọi người lũ đẻ nó rớt luôn rồi. Trong game này, em khá là thật sự là rap nó thật sự là y chang game lũ đạn đau. Bây giờ là mình cái gì vậy ba? Cái đang đạo mà. Nghe né ra mấy đứa. Rồi, trong này chẳng có gì luôn. Hay quá. Ồ. Đi đi. Ôi, bên này nè. Ok, quẹ lửa. Dạ. Ok. Rồi, bây giờ hành trình mình sẽ đi xuống dưới này thôi. Ở đây nó có cái gì nè, Ở đây có cái miếng cửa. Ê, Ba Mi Cun, ở đây nó có cái hòn đá gì lạ lắm nè. Ê, cái này đá với mày đá, mình xây nhà ở trên đúng không ạ? Ủa, cái đá này giống như là có đứa nào nó đập vỡ cái bờ spawn rồi, nó mới ra cái cái spawn này nè. Thử không, Vân ơi, mở ra. Đây. Bên trong này ở đây có cái kho báu gì đó. Ủa, có kho báu gì? Có kho báu rồi. Wow, trời ơi, một nồi kho báu. Ủa, đá này chạy lâu quá. Ai làm cất ở trong đây nè. Em sẽ giết ba thanh niên này, đi ra chỗ khác không, nếu không ta sẽ giết. Ngon chim. Mày ra. Đúng rồi, lụm vô. Lụm nhanh, chợt có cả cái này luôn. Trời, sắp được, mọi người có đầy đủ hết luôn. Quỷ kìa, mày đụng lẹ mày. Rồi mới vô được như vậy là khá là thơm bơ rồi đó. Đúng rồi, còn cái nữa. Mấy thùng lận. Dạ. Lụm được quá trời luôn nè, coi lụm được miếng. Đây, tao đang cương luôn. Đó. Ủa, cái này thùng rác. Ủa, có sẵn luôn. Vãi nồi thật. Ê kia, mày lụm được cây gì kia? Nè, tao lụm được kiếm kim cương luôn nè. Ồ, có luôn rồi. Ê, cho có kiếm sắt không cho làm cây đi. Có. Xíu chút là đưa cho con có kiếm sắt với lại con có lượm đun được cái cúp sắt luôn nè. Cho em đi cúp với, em không có cúp luôn á. Ok. Đi. Trời, đi lên thôi. Wow, không ngờ ngày đầu tiên đi xuống dưới lại đào được kho báu các bạn. Rồi, đào thôi, trời ơi, đào đúng nhất luôn rồi. Cho em cúp em nào cho nhanh đi. Ê kìa, quan trọng cuốn đi cúp rồi kìa. Nè, cúp này, vô đây. Vô, đứng chung đi. Tại đó, đúng chưa? Ok. Rồi, ok, đào đi. Ồ, đào nhanh bắt chết bộ chết chó luôn. Ồ, sắt luôn. Wow. Ngon stream. Sắt. Đấy, tao mới đào được sắt nè. Ồ, thật sự là lâu lắm rồi mới chơi là Minecraft luôn mọi người. Nhớ game này ghê luôn á. Hai cái đuốc không anh? Hàng nè, wow. Đuốc cỡ luôn, 62 cái đuốc. Nhiều quá đi. Ai nói 62 cái đuốc, nhiều vãi chướng ra. Rồi, anh đâu rồi? Tê. ba cái rương rồi đứa nào để dưới này thơm bơ. Ui, gỗ quá trời mà sao không đứa nào lấy vậy? Chắc là hải tặc nó lâm tặc vô lộn. Nhà đi lên xây nhà đi. Em cái đuốc rồi, cho em mấy cái đuốc rồi. Ok, lên đây đi rồi anh đưa cho. Lên đi xe luôn, lên đi xe. Ai ai quấn tôi vậy? Rồi, ok, lên. Được rồi. Wow, đây. Ui, bên ngoài đông quá. Chạy. Vãi nồi. Quá đông luôn. Trời ơi, kìa, sắt không cho đồng cây kìa. Dưới này có cái rương nữa nè. Ồ, có luôn rồi, lụm ra có gì trống. Không có gì đó. Ồ, rương trống. Giờ chắc chỉ có nước kiếm cái xuồng chèo ra xong mới thoát nổi thôi chứ giờ đông người quá. Nhiều quýnh em nè. Đứa nào quýnh vào mày? Ây da, ai quýnh tôi vậy? Dám đánh tôi. Đừng cái đùa, tôi cái kiếm nữa nha. Là đập á nha, không đùa đâu nha. Trời ơi, đi ngang hút tôi hoài kìa. Mấy đứa ơi, bình tĩnh mấy đứa ơi. Trời ơi, đứa nó nhấp chuột nó hút tôi luôn. Mình sẽ đi giết hết luôn. Vô. Ai đồ. Quay. Quýnh tè lên luôn. Trời ơi, không ngờ lên tới đây bị tao cái gì đâu quýnh. Ai da, nữa hả? Chó chạy. Rồi, đứa nào quýnh vô. Đó, uống đi. Rồi, một đứa chết rồi.
Vãi nồi, dám giết, dám giết anh à. Ờ, rồi. Rồi. Ê kia, ngon mày mang cái đầu lên trên cổ hoài vậy kia. Mày đâu rồi, cái đầu này không mua uống mấy đồ bất tàu của bà. Giờ tao tưởng đâu mày không không mày bị nghiệp quật nó biến thành cái đầu đó chứ. Cái đồ này dữ vậy. Ủa mà mày đâu rồi, cái này con ba mày cuốn đâu cuốn đâu. Em đang bị quấn đây, em đang bị hấp dẫn. Trời ơi, cuộc hành hung của fan. Cuốn đâu cuốn, qua đây cuốn. Em đang chạy đây, bị đánh quá, em đang đi theo Femi nè. Ok, đi vòng đi, đúng rồi, chạy. Hành trình đi thôi. Trời ơi, khổ thì chứ, lần đầu tiên thấy vô ma rap rồi bị fan dí quấn như con vậy. Đi đâu vậy, kẹt rồi. Đi tới đây con bị kẹt mấy chỗ, ok hết kẹt rồi. Hay quá, đi. Được rồi. Có hết mọi người ơi. Ủa ra nó có thở oxy không vậy? À, nó chạy lót thêm á. Chứ ta nhớ là xuống đây xuống nước là coi như là xuống luôn á, chứ không có bị gì đâu. Ờ, ta lên đường nè. Thôi cái bản đồ nó chưa lắc kịp. À, ok, để ta lót, để ta xây thử coi có thể nào mà xây được cái con thuyền không. Trời ơi, cái gì? Ok, nó đụng thổ luôn rồi. Đâu rồi, ổng đâu rồi. Hả? Quá, đánh rồi. Hèn gì quỷ ra nó kẹt, hèn như thấy nó chìm xuống dưới nước luôn. Đánh rồi, sao bây giờ tao bị kẹt vậy? Cái gì đây? Giờ mà đi phép là mày mất tướng luôn rồi con. Oh my god. Ôi, gì vậy? Có thằng áo vàng chết đúng tao kìa. Ôi, có thằng áo vàng đúng tao kìa. Bị mấy ông kia giết rồi. Rồi, chết luôn. Chết gì ba? Vãi nồi, có thằng áo vàng nó cầm cái kiếm sắt nó quất tao chết luôn rồi. Ôi, mình đã không đánh rồi. Trời. Kẹt rồi, tao không có đi được. Vãi nồi. Rồi, chết dữ luôn đi. Ủa mà sao tự nhiên tao bị kẹt khúc này vậy? Tao không hiểu luôn. Hồi nãy mày biết sao không? Tao thấy mày đang đứng ở trên hồ, có một thanh niên đứng kế bên mày. Tự nhiên cái sao ta? Cái xong cái nó nhảy ở trên, nó nhảy xuống, nó đè mày hai thằng chìm dưới nước luôn. Ôi, rồi, xong, là hiểu rồi đó rồi. Đây là tao hiểu tao đang ở đâu luôn rồi đó. Thì thiệt tình. Mày đang cái gì mùa trăm triệu năm. Tao bị kẹt, tao xui tới mức rồi, tao bị kẹt luôn, bây giờ tao không thể nào mà tao ra được nè, bực bội ghê chứ. Tại mày tao mất hết đồ luôn rồi, thanh niên hồi nãy hốt tao đó, thanh niên đó kìa. Thanh niên áo vàng, ủa phải thanh niên này, thanh niên khác. Quay. Mày đi khác rồi đi. Tự nhiên không có được cái kiếm mà rốt cuộc bây giờ mình mà ao ra vô lại, mình không biết có bị mất cái kiếm không nữa. Mất sạch luôn. Rồi chết rồi, em thấy anh tao đã bị kẹt luôn rồi, ok. À tao hiểu sao bị kẹt rồi đó. Đây hả? Cái map nó lát không kịp, mày đi mày đứng ngay cái chỗ gốc lát của nó chưa lát kịp, dính vô trong nó chết, bị dính nó chỏng. Mấy bản đồ nó chưa lót kịp luôn nè. Đúng rồi, rồi khi mà nó lát kịp mày mới ra được. Tao mới vừa ra được nè, tao mới bị dính. Trời, hồi nãy tao bị dính mấy lần nên tao biết rồi ba. Đó, mày dính. Bây giờ tao vô lại. Ok. Trời, biết sao hôm nay đông quá. Để không tức đất mình chạy thôi. Trời ơi, vô đây sinh tồn gì đây, là bị đánh hồi đầu như sinh tồn gì. Khổ rồi chứ. Rồi, ông chết mất hết đồ luôn, vãi nồi. Ai cũng có một lần luôn. Một ai lần đạo, lấy đồ xong mất luôn kia. Đời không như là mơ. Lụm được khóc ấu xong rồi lụm mất hết đồ luôn mọi người. Ê, tao nè, đi, tao vẫn còn kiếp sắt ngon chim. Kiếp sắt đâu rồi còn vậy. Ê, cái khúc của tao chưa lát kịp. Đi bắt đi, nhanh lên. Chưa, khúc của tao chưa có lát được. Anh đâu? Ok, đi rồi nè. Qua đây nè, ba mi qua đây nè. Qua chỗ này, chuẩn nhà cũ rồi hả? Yeah, chứ bây giờ ở đây lắc quá, anh không thể nào mà anh làm được cái gì luôn á. Em cũng lắc quá nè, cái bản đồ nó không lót kịp luôn. Lắc không kịp, bản đồ lắc không kịp, do đông quá. Mày qua đây nè, ba mi. Trời, cho nó lắc tới mức mà tao không thể nào mà lót được cái map luôn nè. Thì đó, bản đồ lắc map lắc không kịp đâu. Rồi xong kẹt luôn. Rồi kia anh đứng yên tại chỗ luôn. 2, 3, 2, 1, 2, 1. Ai đứng đều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai. Rồi chết luôn, đậu không mất đồ luôn rồi. Không tin được. Quý ra dẫn yên tại chỗ, đậu đi được kìa. Ôi. À ơi, coi được em kìa, quá. Tao luôn rồi. Trời má ơi, cho Trong Huy đang tham quan thế giới Minecraft trong Roblox vậy mọi người. Ây da, đừng có quýnh chế. Trời đúng đông luôn á. Trời đông tới mức mà lắc cực khủng luôn rồi. Lụm được đồ ngon mà coi như bây giờ mất sạch luôn. Mọi người thấy quá đáng không chứ. Hôm nay là ngày gọi là ngày giao lưu fan nha mọi người. Fan vô đúng đông tại cái server rất là nhiều người chơi nha, tới 100 người chơi rồi. Ngày giao lưu hay là đây là ngày gì vậy trời, vô mà bây giờ không còn cái kiếm, không còn cái gì để mà đánh, làm sao mà đánh lại được. Chết luôn. Kìa, má thấy được cái kiếm gì tao quên rồi. Kiếm cương. Kiếm cương đúng hả? Đâu vậy? Thấy bị ai lụm rồi.
Mới dục ra anh, trời ơi, cái kiếm kim cương của anh bị mất luôn rồi. Nãy tao bị kia giết á, chắc mẹ mày ơi, nó quýnh đâu kìa, nó cầm đá nó quýnh đâu kìa. Bây giờ quan trọng là tao trong người tao bây giờ tao không còn cái gì để mà tao làm được rồi. Trời đất ơi, mày thấy fan nói gì không? Truy nã kia. Thôi tao có làm gì đâu, bây giờ tao không còn cái gì để mà tao like tao say luôn nè. Buồn tình đi chứ. Ơi các bạn thấy giờ trời đông quá là đông luôn. Đông quá mọi người ơi, đừng giết tôi. Server này được tới 100 người lần á. Bởi vậy nên mơ lên là mọi người đó cho anh hết vô đây để chơi chung với tụi mình á. Vô đây biết làm gì không? Giết tụi mình. Anh ơi. Đó mà khổ tâm về quốc mình mất 3 trái tim luôn rồi. Ôi dưới này có gỗ mà nãy giờ ta đập gỗ ra ta đập không được. Rồi bây giờ mình sẽ chơi tuyệt chiêu của ninja đó chứ là chìm. Mình sẽ chui dưới đất mình trốn. Trời má ơi, tôi tưởng là tôi chui dưới đất tôi thoát, ai ngờ tôi chui dưới đất nguyên đám nó đè tôi chết luôn. Ai biểu bại với em vậy, em đang chạy dưới ba trời đó, nó chôn tao luôn, ở đây người nó chôn tao luôn, người ta chôn bằng đất, nó chôn bằng người luôn. Rồi em kẹt luôn rồi. Ok, bây giờ chỉ có nước đào ra rồi chạy. Cái gì vậy mấy gái? Em bị kẹt cái mắt rồi. Trời, mấy đứa này nó quýnh nhiệt tình dễ sợ chứ nó quýnh không chừa một ai luôn. Có đồ. Kẹt luôn rồi, mấy thanh niên kẹt luôn rồi. Thật sự rất là khó khăn lắm mà. Cái gì vậy? Cái kiếm đâu đấy? Đâu có gì luôn mới ghê chứ, thật tình. Đi kiếm thanh niên áo vàng giết là cướp lại kia kiếm ấy đi. Tôi bị giấy rồi, anh bị giấy, anh không làm được gì đó Quân ơi. Bây giờ xung quanh anh nó không thèm lót map luôn, anh không thể nào làm gì được luôn. Trời ơi, tao tưởng tao núp được rồi chứ, ai ngờ đâu fan nó giấy thay nó quýnh tao kìa. Rồi cứu tao. Dưới này thanh niên chế tạo gì đây? No. Sao khổ dữ vậy trời, bây giờ số khổ. Lần đầu tiên chơi Minecraft mà nó điên rồ tới mức này luôn á các bạn. Rồi văng nó khỏi map luôn. Trời đất ơi, mọi người lấy thịt đè người. Chịu nổi không chứ? Bây giờ thật sự mà xung quanh đây mà có cái gì nó mà cao cao, tao nhảy nó được cao cao nè. Luôn, nó không thèm đi. Em dưới đây rồi, định mời. Ê, Kaga tao đang trên cao nè cu. Giờ không ai đụng được tới tao luôn á. Nó đá tao văng lên trên trời xong rồi tao đứng góc lắc luôn rồi. Này, muốn chết không? Chưa chết được luôn, ủa quýnh mà không chết được hả? Kỳ vậy đó. Quýnh cái không khó trúng lắm em, nó lắc mà. Ga mày con fan nó kiếm tao, bây giờ nó kiếm không ra, nó nghe tao hát trên trời nè. Ga mày nhìn tao, tao đang trên trời nè. Hát luôn. Nghe đâu vậy? Trên trời nè, ngay chỗ hồ nước á. Ê, tao thấy con cua ngay chỗ này nè, đang bị kẹt nè. Tao cũng bị kẹt luôn nè. Trời đậu. Ê mày, cho tao xuống dưới với. Còn mày đang đâu vậy? Tao đang trên trời nè, ra hồ nước á, ngay chỗ cái nhà gờ nhà đất á. Nhà đất là ở đâu mà, có đâu có thấy mày lại đi, có cái chỗ cao cao nè. Vãi nồi. Trời ơi, game này thật sự rất hay. Nếu như mà không có đông người vô á thì khả năng sinh tồn nó sẽ cao hơn. Chứ còn bây giờ ok, tao rớt xuống rồi. Ê kìa, cái map nó lát được tao rớt xuống rồi. Vãi nồi. Nãy tao bị quýnh, nó bị quýnh nhanh trời á. Anh ở đâu rồi? Kìa em hát kìa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại chỗ Kha với thằng Cool coi hai đứa nó đang bị dân chúng hành hạ, hành hung hít như thế nào. Mới ra xíu là bị... Trời ơi, mọi người coi anh đông mà máp nó lát không nổi luôn nè. Trời ơi, người đè người không à. Trời ơi, để là tao còn sống rồi đó mà rút cuộc tự nhiên khi không ta kẹt vô góc lát chết, tao mất luôn cái kiến buồn, buồn thiệt tình luôn chứ. Trời đất ơi, người thấy người không là người. Trời ơi, nghĩ sao xung quanh vô trong đây còn người với người, người... Quê người ở đâu đó không biết nữa thiệt tình. Bây giờ tôi phải làm sao đây trời? Đó dí tôi kìa, đó ai da đau. Lũ đen. Ê mấy đứa ơi, mấy đứa sao quýnh anh tội nghiệp anh vậy? Anh nội. Họ quýnh mà muốn năn nỉ luôn á các bạn. Vô mày phải chơi năn nỉ luôn. Em bị nhiều góc lắc luôn rồi. Thiệt luôn, cái map này lắc không kịp luôn á. Nó không giống như mày lắc thật trời. Lắc thật là nó chỉ có một thằng trong một map thôi. Ít ra trong đây là có 100 thằng trong một map sao chơi. Mọi người à, chúng ta chỉ nên nựng nhau thôi, không nên đánh nhau như vậy các bạn à. Đúng rồi. Thôi đứng lại không thật nhau. Không có gì luôn nè. Ây da, đau. Đừng đánh chế đi mấy cưng. Ơi nãy giờ một tiếng hồ nó mới lót được cái map cho em ra đó. Ok, có lắm đại gia kẹt. Trời ơi, cái chỗ đó là cái chỗ là sợ bật. Dính góc lắc nữa rồi, trời tao dính góc lắc mà nó cũng quýnh tao cho được nữa mày. Tao cũng kinh luôn á. Được mà, góc lắc cũng được mà, nãy giờ mày ơi. Cương quýnh em quá chừng luôn. Ok, trời đó, giờ mình mới lắc ra được nữa các bạn. Trời ơi, cái gì vậy? Chết rồi hả? Trời ơi. Lên cái đây mà còn rớt nữa, tiệt tình. Cái kiếm cương này, quýnh.
Rồi bây giờ mình sẽ nhảy up B để trốn khỏi sự truy đuổi và lùng giết em của fan. Em được cái được cúp gỗ rồi. Bạn nói con có được cúp gỗ rồi hả? Ngon vãi chưa? Gỗ rồi, bú gỗ luôn cái gỗ. Rồi luôn ok, mình thấy ghe, mình thấy ghe rồi, bây giờ mình sẽ leo lên đây. Cậu phẩm chất ở trên chết nó xuống chết cá. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy up B nha, up B trốn thôi. Được, nãy giờ con ngồi con nhé bi con vừa nháy con vừa đau đất mà con không sống nổi luôn mà. Đau quá đau đau lũ nè, con đang ở trên lầu 2 nó quất xong cái rớt lầu chết luôn rồi. Đau quá chừng đau luôn, không thể tưởng tượng được. Thôi không nói rồi, chịu không nói rồi, ok dừng tiếp thôi chứ bây giờ trong đây con chịu không nói con chết luôn á. Ok các bạn, thì mình ba đứa mình sẽ dừng video đây thôi. Thì ngày đầu tiên vào trong thế giới Minecraft của Roblox thì hai ba đứa mình đã kiếm được một cái rương kho báu ở dưới cái hang đá các bạn ha, và đồ khá là nhiều nhưng mà không thể thoát nổi sự truy đuổi của fan đó các bạn coi nè. Fan cả trăm người trong một map chịu không nổi luôn và bị ba đứa mình đã bị fan truy lùng và giết nãy giờ là mấy chục lần rồi đó, là hồi sinh nãy giờ là cũng kinh khủng luôn rồi đó. Rồi thì ok các bạn, thì ba đứa mình sẽ dừng video đây thôi. Thì nếu các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like một share, nhớ subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người.